Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và trước mặt chúng ta đây chính là ga đi. Ga đi của ga quốc tế Tân Sơn Nhất anh chị. Và bây giờ mời anh chị vào một vòng xem cảnh bà con Việt Kiều của mình chuẩn bị vào sân bay để bay về lại quê hương thứ hai của mình. Bà con mình đi á anh chị, em thấy họ mang theo bịch mứt dừa nè, mứt dừa, mứt gừng, thì họ mang theo cái hương vị quê hương anh chị. Đó, cái chị kia cầm trên tay là bốn bịch mứt, mứt dừa nè, mứt gừng nè. Đó, để qua bên kia có thể ăn hoặc cho bạn bè người thân, những người mà nắm qua những người mà Tết họ không về quê được anh chị nhé. Và giờ này vắng lắm anh chị ơi, bằng một khoảng bằng 1/5, 1/6 à, chắc bằng 1/6 về đêm thôi chứ không có đông, vắng rất là vắng luôn. Thank you.
Thank you.
cái giỏ. Vô luôn hả? Thank you.
Rồi. Rồi, em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Xin chân thành cảm ơn chị đã theo dõi video nha. Hẹn anh chị ở video tiếp tiếp. Bây giờ thì hơi vắng anh chị, quay thì cũng không có vui lắm, không quay không sướng lắm.